Xin chào quý vị và các bạn đến với channel Hùng Xe Hơi. Thì trong video này thì em cũng xin phép giới thiệu nhanh qua mẫu xe Mitsubishi Triton phiên bản một cầu số tự động Mivec 2021. Mẫu xe này đang có mức giá niêm yết là 630 triệu. Và theo cá nhân em, với phiên bản màu đỏ này khá bắt mắt và nó đáp ứng được khá là nhiều cái nhu cầu sử dụng hiện nay với khách hàng đang có nhu cầu tìm hiểu mua xe bán tải với cái mức giá hợp lý nhá. Với giá 630 triệu thì chúng ta sẽ lăn bánh đâu đó suýt soát gần 700 khi lăn bánh ở Hà Nội, và sẽ không chỉ dao động ở khoảng tầm 670-680 khi chúng ta lăn bánh ở các tỉnh địa phương thôi. Trả góp tối thiểu cũng dao động từ 170-180 triệu đồng, khá hợp lý đúng không ạ? Vậy thì cái mẫu xe này đã được trang bị những cái gì thì mình cũng nói nhanh qua thôi. Thì hệ thống đèn trên phiên bản một cầu số tự động này sẽ là đèn halogen nhé. Đèn sương mù chúng ta sẽ được trang bị, và đèn hậu phía sau là đèn full led. Gương chiếu hậu gập chỉnh điện, chúng ta có sửa kính, bệ bước đầy đủ, bệ bước cản sau có, chắn bùn có, lốp với một kích thước đẹp, la răng 17 inch. Bản thân em đánh giá ngoại thất xe này thì nhỉnh hơn Ford Ranger XL khá là nhiều, tuy nhiên thì mức giá chỉ cao hơn có 15 triệu đồng thôi. So với Ranger XLS, mẫu xe này rẻ hơn. Tuy nhiên thì về nội thất phía trong, chúng ta lại có một cái gì đó chưa sang trọng được như Ranger XLS. Phiên bản này thì vẫn trang bị ghế nỉ thôi, đầu DVD, vô lăng thì điều khiển nút bấm. Đấy. Tuy nhiên chất liệu chỉ là urethan, vô lăng 4 hướng này, cruise control chúng ta cũng được trang bị rồi, khá hay đúng không ạ? Lái thì chúng ta chỉnh tay 4 hướng nhé, có cửa gió điều hòa, đi kèm với đó là âm thanh 4 loa. Phiên bản một cầu, quan trọng nhất ở phiên bản một cầu số tự động này, chúng ta sử dụng động cơ 2.4 lít Mivec nhé, máy dầu, công suất cực đại là 181 mã lực và mô men xoắn là 430. Cái này thì khỏe hơn Ford Ranger XLS khá nhiều trên thông số. Khi Ford Ranger XLS chúng ta mang đến một động cơ là 160 mã lực và 340 Nm, hộp số đều là hộp động 6 cấp, và đặc biệt là trên Mitsubishi có cái chế độ Sport thể thao đó. Tuy nhiên thì nó lại thua Ford Ranger ở một cái, đó là tay lái vô lăng chúng ta chỉ được trợ lực thủy lực khi Ford Ranger, trong khi Ford Ranger thì toàn bộ các phiên bản đã là lái điện rồi, hệ thống treo thì giống nhau, treo trước độc lập tay đòn kép và treo sau là sử dụng níp lá. Về an toàn thì phiên bản này sẽ được trang bị đầy đủ như phanh ABS, EBD, hai túi khí. Tuy nhiên thì xe sẽ thua một chút khi chúng ta chưa có cân bằng điện tử đúng không ạ, khởi hành ngang dốc. Đó là cái nhược điểm của cái phiên bản Ford Ranger XLT. Đó là nhược điểm của cái phiên bản Mitsubishi Triton một cầu số động Mivec này. Vậy thì để có cái giá bán cũng như là cái chương trình khuyến mại hợp lý nhất cho quý khách hàng đang có nhu cầu tìm hiểu mua xe bán tải với cái mức giá hợp lý thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Hùng để được tư vấn cũng như là thông báo về cái lịch xe, lượng xe tồn còn lại một cách hợp lý nhất, giúp chúng ta có cái nhu cầu tốt nhất và cái lựa chọn ưng ý nhất khi mua xe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.